Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có chương trình Affordable Connectivity Program của chính phủ. Nếu quý vị nào có thu nhập thấp, low income, học sinh đang tham gia chương trình free lunch tại các trường học, sinh viên đang có financial aid, hay quý vị đang hưởng những chương trình phúc lợi xã hội như Medicaid, Housing, SSI, EBT, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ nhận tablet, phone và internet miễn phí. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Quý vị liên lạc với Thảo Nguyên ở số điện thoại 408-547-7969. Xin cảm ơn quý vị. Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Một cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden 6 điểm phần trăm trong tuần này. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang đứng trước đối thủ mà ông cho rằng ông có nhiệm vụ phải đánh bại vào năm 2024. Một nhà lập pháp cấp cao của Nga nói rằng tình báo quân đội Ukraine đã nhận được cảnh báo 15 phút trước khi một máy bay vận tải quân sự của Nga chở tù nhân chiến tranh Ukraine đi vào khu vực nơi nó bị bắn hạ hôm thứ Tư. Các quan chức cho biết hai tàu treo cờ Mỹ chở hàng hóa cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị phiến quân Houthi của Yemen tấn công. Trung Quốc hôm thứ Năm đã chỉ trích Hoa Kỳ đã gây rắc rối và khiêu khích sau khi Hải quân Mỹ đưa tàu chiến của họ đi qua khu vực eo biển Đài Loan nhạy cảm lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trên hòn đảo. Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thành Đức nói ông hy vọng Hoa Kỳ có thể tiếp tục ủng hộ vững chắc Đài Loan khi ông gặp nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Bắc kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó trong tháng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Trong lúc có thông tin hai nước sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên dựa với cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang tăng cao. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 24 tháng 1 cho biết ông đã nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam và nói rằng những vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do ngôn luận có những quan ngại cần phải được giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đang thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác về thương mại kinh tế, năng lượng sạch và tái tạo chuỗi cung ứng và chip bán dẫn. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden 6 điểm phần trăm trong tuần này. Cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn quốc với 1.250 người trưởng thành tại Mỹ, cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 40% so với 34%. Số còn lại không chắc chắn hoặc dự định bỏ phiếu cho người khác hoặc không bỏ phiếu cho ai. Cuộc thăm dò có sai số là 3 điểm phần trăm. Kết quả này thể hiện lợi thế của ông Trump sau khi cuộc thăm dò được tiến hành hồi đầu tháng, cho thấy ông và ông Biden ngang nhau, mặc dù một cuộc khảo sát toàn quốc không thể nắm bắt được xu hướng của cuộc tranh đua cử tri đoàn. Vốn sẽ được quyết định vào mùa thu này, chỉ ở một số bang cạnh tranh. Khi ông Trump dễ dàng đánh bại đối thủ chính duy nhất còn lại trong đảng của ông, bà Nikki Haley ở New Hampshire, hôm thứ Ba, khoảng 67% số người được hỏi, được thăm dò từ thứ Hai đến thứ Tư cho biết họ mệt mỏi khi nhìn thấy những ứng cử viên giống nhau trong cuộc bầu cử tổng thống và muốn có một người mới. Tuy nhiên, chỉ 18% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu nếu ông Biden và ông Trump là lựa chọn của họ. Ông Biden đã bị ảnh hưởng nặng bởi quan điểm rộng rãi cho rằng ở tuổi 81, ông đã quá già để đảm nhận công việc này. Ông Biden là người lớn tuổi nhất từng làm Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang đứng trước đối thủ mà ông cho rằng ông có nhiệm vụ phải đánh bại vào năm 2024. Chiến dịch tái tranh cử của ông Biden nói đây là một trận tái đấu mà họ tin là ông Biden sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đương kim Tổng thống Biden đang hòa với ông Trump và người Mỹ đang phẫn nộ vì giá cả leo thang và chất vấn về tuổi tác, các kế hoạch kinh tế cũng như chính sách của ông Biden ở biên giới và ở Trung Đông. Để đánh bại ông Trump một lần nữa, nhóm của ông Biden tập trung vào việc cảnh báo rằng ông Trump đề ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Hoa Kỳ và rằng quyền phá thai và các quyền tự do cá nhân khác của người Mỹ đang bị đe dọa. Họ đang dựa vào cách đó để giành chiến thắng trước những cử tri độc lập và khơi dậy sự nhiệt tình trong các đảng viên dân chủ hờ hững. Hầu hết cử tri Cộng Hòa không quan tâm đến chuỗi cáo trạng hình sự của ông Trump. Và nhiều người tin vào những tuyên bố rằng ông Biden đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 một cách công bằng. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong tuần tới sẽ đến thăm các bang quan trọng có nhiều khả năng quyết định cuộc bầu cử nhất. Chiến dịch hiện có nhân viên ở từng bang trong số 7 bang đang cạnh tranh gay gắt mà họ coi là các bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Ông Biden sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế và cũng có những bài phát biểu nảy lửa hơn về mối đe dọa cho nền dân chủ mà ông nói rằng ông Trump là thủ phạm. Bà Harris tập trung vào các biện pháp chống phá thai của đảng Cộng Hòa. Chiến dịch này tập trung vào những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc tòa án tối cao bảo thủ đảo ngược phán quyết mang tính bước ngoặt, vốn đảm bảo quyền của phụ nữ được hưởng các dịch vụ phá thai. Bà cũng được giao nhiệm vụ thu hút sự ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi và da đen, những người mà sự ủng hộ dành cho ông Biden đã suy yếu. Gây quỹ số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông Biden và đảng Dân Chủ đã huy động được trong 3 tháng cuối năm 2023 là 97 triệu đô la. Ông Trump đã huy động được 45 triệu đô la trong tam cá nguyệt thứ 3, chưa bao gồm việc gây quỹ của đảng Cộng Hòa. Một nhà lập pháp cấp cao của Nga nói rằng tình báo quân đội Ukraine đã nhận được cảnh báo 15 phút trước khi một máy bay vận tải quân sự của Nga chở tù nhân chiến tranh Ukraine đi vào khu vực nơi nó bị bắn hạ hôm thứ Tư. Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay giết chết toàn bộ 74 người trên máy bay, trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt, đang trên đường để trao đổi tù binh với Nga. Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận khẳng định của Nga, nhưng yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Ông Andriy Katabolos nói với các nhà lập pháp đồng nghiệp, phía Ukraine đã chính thức được cảnh báo và 15 phút trước khi máy bay đi vào khu vực. Họ đã được cung cấp thông tin đầy đủ mà họ nhận được và Tổng cục Tình báo chính của lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã nhận được. Khẳng định của ông mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của tình báo quân đội Ukraine rằng Nga đã không thông báo cho họ về việc sắp xếp chuyến bay đó. Những câu chuyện mâu thuẫn từ cả hai phía là điều xảy ra thường xuyên của cuộc chiến hiện đã gần hết năm thứ hai. Nhưng hậu quả đặc biệt cao trong vụ việc hôm thứ Tư là vụ gây chết chóc nhiều nhất theo kiểu này xảy ra trên lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Nga. Moscow coi vụ bắn hạ máy bay vận tải quân sự Ilyushin-76 ở khu vực Belgorod, phía tây nam Nga, gần biên giới với Ukraine, là một hành động khủng bố của Ukraine. Các quan chức cho biết hai tàu treo cờ Mỹ chở hàng cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị phiến quân Houthi của Yemen tấn công. Đòn đánh nhằm vào hai tàu chở container là bước leo thang của các cuộc tấn công không ngừng của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb quan trọng. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Trong khi đó, Qatar, một trong những nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, cảnh báo rằng việc giao hàng của họ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công hiện nay của Houthi liên quan đến cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza. Công ty vận tải Đan Mạch
Trong một tuyên bố nêu tên, hai trong số các con tàu của họ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công là những tàu container treo cờ Mỹ. Họ cho hay Hải quân Hoa Kỳ đang hộ tống hai tàu của họ. Vào thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Hoa Kỳ trong một tuyên bố trên mạng đã quy trách nhiệm cho Houthi về vụ tấn công và nói rằng phe này đã bắn 3 hỏa tiễn đạn đạo chống hạm. Tuyên bố cho biết, một hỏa tiễn đã rơi xuống biển, hai hỏa tiễn còn lại đã bị tàu khu trục USS Gravely bắn hạ thành công. Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào các địa điểm bị nghi ngờ là kho cất giữ và nơi phóng đi hỏa tiễn được lực lượng Houthi sử dụng trong các cuộc tấn công của họ. Phe phiến quân này hiện nói rằng họ cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ và Anh. Trung Quốc hôm thứ Năm chỉ trích Hoa Kỳ đã gây rắc rối và khiêu khích sau khi Hải quân Mỹ đưa tàu chiến của họ đi qua khu vực eo biển Đài Loan nhạy cảm lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trên hòn đảo. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của mình. Đài Loan nói chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tháng rằng tàu chiến và máy bay Mỹ đã gây rắc rối và khiêu khích ngay trước mặt Trung Quốc, đồng thời thực hiện các hoạt động quy mô lớn, tần suất cao ở vùng biển và vùng trời xung quanh Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục USS John Finn đã đi qua một hành lang ở eo biển Đài Loan, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Ông Ngô nói, phản ứng của Trung Quốc trong việc xua đuổi con tàu là chính đáng, hợp lý, chuyên nghiệp và kiềm chế. Ông Ngô nói thêm rằng, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động quân sự có liên quan quanh eo biển Đài Loan một cách thường xuyên như một phần của quá trình huấn luyện, trong khi các nhà phân tích dự đoán sẽ có các cuộc tập trận thường xuyên trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thành Đức. Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thành Đức nói, ông hy vọng Hoa Kỳ có thể tiếp tục ủng hộ vững chắc Đài Loan khi ông gặp nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Bắc kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó trong tháng. Ông Lại sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, cho rằng ông là một kẻ ly khai, nguy hiểm và đã từ chối lời đề nghị đàm phán của ông. Gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, đại diện đảng Cộng Hòa Mario Díaz-Balart và đại diện đảng Dân Chủ Amy Bira. Ông Lại nói dân chủ và tự do là những giá trị cốt lõi mà Đài Loan chia sẻ với Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử của Đài Loan nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục bảo vệ hiện trạng hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Ông còn nói thêm, tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể tiếp tục ủng hộ vững chắc Đài Loan, tăng cường hợp tác và quan hệ song phương cũng như hợp tác với các đối tác dân chủ khác để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Tôi cũng hy vọng rằng hai đồng chủ tịch và những người bạn của chúng tôi tại Quốc hội Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông Díaz-Balart nói với ông Lại Thành Đức rằng thông điệp chính của ông là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan và chắc chắn thực tế và 100% lưỡng đảng. Ông nói, hãy yên tâm rằng bạn có sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ. Phát biểu sau đó với các phóng viên, ông Bira cũng phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nói ông dự đoán Bắc Kinh có thể làm một số điều đối với Đài Loan trước khi ông Lại nhậm chức vào tháng 5. Ông cũng nói thêm, thông điệp của tôi gửi tới Bắc Kinh, chớ làm vậy, hãy đi một con đường khác để duy trì hiện trạng, duy trì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Nhưng họ có thể không lắng nghe tôi. Chính phủ Đài Loan bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ Đài Loan và vấn đề này thường xuyên gây khó chịu trong quan hệ Trung-Mỹ. Tuần trước, ông Lại và Tổng thống Thái Anh Văn
đã tiếp đón hai cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đến thăm với tư cách là thành viên của phái đoàn không chính thức do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cử đến. Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới, trong lúc có thông tin hai nước sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang tăng cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được báo chí trong nước trích lời nói rằng ông Marcos cùng phu nhân sẽ thăm Hà Nội 2 ngày vào ngày 29 và 30 tháng 1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Marcos tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6 năm 2022. Cùng ngày 25 tháng 1, các quan chức cho biết Philippines và Việt Nam sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến thăm Hà Nội của ông Marcos. Một động thái mà các chuyên gia được hãng tin Anh phỏng vấn cho rằng có nguy cơ chọc giận Trung Quốc. Cả Việt Nam và Philippines đều có các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Tuyến đường thủy quan trọng để đánh bắt cá và thương mại toàn cầu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm 25 tháng 1 cho biết nước này sẽ ký một bản ghi nhớ về hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam. Không rõ thỏa thuận sẽ bao gồm những gì, nhưng theo hãng tin Anh, hợp tác bảo vệ bờ biển là rất quan trọng để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, một bước có thể giúp giảm bớt tranh chấp lãnh thổ. Tổng thống Philippines sẽ hội đàm với Chủ tịch Việt Nam và hội kiến các lãnh đạo chủ chốt ở Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày. Người phát ngôn lưu ý rằng Việt Nam và Philippines có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh. Một quan chức Philippines nói rằng hai nước cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác về nguồn cung gạo, trong đó Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tăng cao kể từ khi Tổng thống Marcos lên nắm quyền, tiếp quản từ chính quyền thân Bắc Kinh của ông Rodrigo Duterte, và đưa Manila trở lại liên minh với Hoa Kỳ. Philippines đang mở rộng mạng lưới liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, một hành động bị Bắc Kinh chỉ trích. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 24 tháng 1 cho biết, ông đã nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam và nói rằng những vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do ngôn luận có những quan ngại cần phải được giải quyết. Phát biểu trước sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Việt Đức ở tỉnh Bình Dương hôm 24 tháng 1, ông Steinmeier nói rằng Đức xem việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2023 đến năm 2025 là sự thể hiện cam kết phát triển xã hội dân sự và tôn trọng nhân quyền. Tổng thống Đức Steinmeier phát biểu như trên trước khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 24 tháng 1 năm 2024. Ông cũng cho biết thêm, tất nhiên hệ thống chính trị và xã hội của chúng ta không giống nhau và bên cạnh những điều gắn kết Việt Nam và Đức cũng có một số điều khác biệt vẫn cản trở sự hợp tác hoặc khiến chúng tôi phải quan ngại, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tất cả những vấn đề này được đề cập trong cuộc nói chuyện của tôi tại Hà Nội ngày hôm qua, và tôi tin rằng việc chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này với sự tôn trọng lẫn nhau cho thấy mối quan hệ đối tác của chúng ta vững chắc đến mức nào. Chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Đức với chương trình nghị sự gồm cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó tập trung vào hợp tác song phương ở các lĩnh vực thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, lao động và dạy nghề, hợp tác phát triển cũng như phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình và các vấn đề hợp tác khu vực toàn cầu. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez hiện đang thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác về thương mại, kinh tế, năng lượng sạch và tái tạo chuỗi cung ứng và chip bán dẫn. Việt Nam là chặng dừng chân đầu tiên của ông Fernandez.
quan chức chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Chuyến công du của ông tới ba nước châu Á từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Hai nơi tiếp theo ông sẽ thăm là Philippines và Hàn Quốc. Tại thành phố Sài Gòn, gặp gỡ các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ hôm 24 tháng 1, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chia sẻ rằng, trong quan hệ kinh tế với Việt Nam hiện nay, Mỹ rất quan tâm đến ba lĩnh vực là chip bán dẫn, năng lượng và đất hiếm. Ông nói tại cuộc gặp rằng, trong lĩnh vực chip bán dẫn, các công đoạn cụ thể tăng cường đầu tư gồm lắp ráp, kiểm định và đóng gói. Thúc đẩy hợp tác Mỹ-Việt về ngành chip, hàng bán dẫn cũng đã là vấn đề được nhấn mạnh trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết trong buổi nói chuyện với các thành viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Fernandez lưu ý rằng đạo luật chip và khoa học của Mỹ thể hiện cam kết của Mỹ đầu tư hơn 50 tỷ đô la hỗ trợ cho các nhà máy sản xuất chip. Mỹ sẽ chi 500 triệu đô la để ổn định và mở rộng sản xuất hàng bán dẫn toàn cầu, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng bán dẫn, đồng thời phát triển và triển khai công nghệ thông tin và truyền thông an toàn và đáng tin cậy. Liên quan đến chương trình nêu trên, Việt Nam với lợi thế trong kỹ năng lắp ráp, kiểm tra và đóng gói vi mạch là đối tác quan trọng trong sáng kiến này. Ông nói thêm rằng, sự hợp tác giữa hai bên có tác dụng đa dạng hóa và củng cố hệ sinh thái vi mạch toàn cầu, đồng thời giải thích thách thức phát triển nguồn nhân lực ở cả hai quốc gia. Thứ trưởng Fernandez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm, song song với việc duy trì sự bền vững về môi trường. Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ông Fernandez cho hay rằng, Mỹ thông qua sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch của Bộ Năng lượng nước này đã kết nối các quốc gia và công ty, cam kết sử dụng năng lượng tái tạo với nhau. Đến nay, Liên minh Người mua năng lượng sạch đã hợp tác với 15 công ty tại Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng đầu tư lên đến 8 tỷ đô la vào hạ tầng năng lượng sạch. Thứ trưởng Fernandez cũng nêu bật mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng sự tăng trưởng giao thương giữa hai nước là minh chứng về quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai bên. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hồi đầu tháng 1 năm 2024 rằng trong năm 2023, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt gần 97 tỷ đô la, chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ ước đạt 83 tỷ đô la, cho dù tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ bị giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ ước đạt 14 tỷ đô la sang năm 2023, giảm 5%. Vẫn theo Bộ Công Thương, hiện tại các công ty Mỹ có hơn 1.200 dự án được chính phủ Việt Nam phê duyệt để thực hiện với tổng giá trị đầu tư hơn 11 tỷ đô la và Amgen tin rằng con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media. Qua phần trình bày của Thảo Nguyên, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.